Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hút thuốc lá đã được xác định là nguyên nhân hàng đầu của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nguy hiểm. Song số người mắc bệnh này do hút thuốc lá vẫn tăng cao. Câu chuyện y tế số này với thông điệp hãy nói không với thuốc lá đừng để quá muộn, hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31 tháng 5. Mở đầu chương trình sẽ là hướng dẫn về cách xử lý ban đầu khi không may bị hóa chất bắn vào mắt. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết. Trong sinh hoạt hàng ngày, không ít lần chúng ta bị hóa chất bắn vào mắt. Các hóa chất thường gặp như dầu gội đầu, sơn móng tay, nước lau sàn, thuốc nhuộm tóc hoặc những hóa chất ít phổ biến nhưng lại gây tổn hại nghiêm trọng đến mắt như là axit hay vôi bột. Nếu không được xử lý đúng cách và kịp thời sẽ để lại những hậu quả đáng tiếc, thậm chí là mất đi thị lực vĩnh viễn. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của bác sĩ Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh bệnh viện mắt Hưng Yên về cách xử lý ban đầu khi không may bị hóa chất bắn vào mắt. Trong cuộc sống thường gặp của chúng ta thì có rất là nhiều những trường hợp mà mình bị hóa chất vào mắt, thường dẫn đến những cái tình trạng rất là nặng nề. Như hóa chất mà bắn vào mắt thì nó sẽ làm loét giác mạc, tổn thương sâu hơn thì có thể là co dính giác mạc vào với mống mắt, rồi là làm cho đục thủy tinh thể. Mà hóa chất là bazơ chẳng hạn thì tính chất thẩm thấu của nó rất là sâu và tổn thương rất là nặng nề. Còn axit thì từng tính chất là nó mạnh và tính chất lan rộng trên toàn bộ, có thể là gây dính mi cầu, làm cho mắt dính lại và tình trạng khô mắt nặng nề. Bây giờ thì nhiều nhà hay sử dụng bazơ như những cái dung dịch khử khuẩn, những cái dung dịch mà tẩy nhà vệ sinh, rồi xà phòng, sữa tắm. Mình cũng phải cố gắng mình lưu ý trong những trường hợp như vậy. Nhẹ thì nó khô mắt, còn nặng thì nó tổn thương nặng nề hơn. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách xử lý đơn giản ban đầu, dễ xử lý nhất trong những trường hợp không may bị hóa chất vào mắt. Thì khi mà không may bị axit thì mình sẽ cố gắng là mình rửa bằng nước sạch, xối ngay tại vòi nước được càng nhiều càng tốt để cho nó làm loãng cái axit đi và tính chất nặng nề nó cũng đi giảm bớt đi rất là nhiều. Mình gọi xe được đến cơ sở y tế gần nhất, sau đấy là các cơ sở y tế người ta cũng sẽ được học những cái cấp cứu cơ bản ban đầu rồi là người ta sẽ hướng dẫn mình tốt nhất. Còn trong trường hợp mà bỏng bazơ như vôi chẳng hạn thì điều quan trọng nhất là mình phải gắp được cái vôi sống ra, giảm nhẹ được cái triệu chứng của cái vôi nó ngấm nước ở trên mắt của mình. Vì cái tính chất vôi sống mà nó gặp nước nó sẽ nở ra thì là mình sẽ phải hạn chế tối đa là mình không được cho nước vào cái vôi sống tiếp tục. Sau khi gắp được ra thì mình sẽ xối nước, xả nước thật mạnh trên vòi nước để nó ra hết được những cái còn đọng lại trên mắt. Những cái bazơ nhẹ hơn như xà phòng, sữa tắm rồi nước tẩy thì ngay lúc đấy thì mình sẽ dội xả nước vào mắt thật nhiều, tránh không được dây dụi, càng làm cho hóa chất nó thấm sâu vào mắt nhiều hơn, nặng hơn và nguy hiểm hơn. Sai lầm thường gặp lớn nhất, mọi người cứ nghĩ là bị axit thì trung hòa bazơ, bị bazơ thì trung hòa axit. Ví dụ vôi sống nó là bazơ thì mọi người nghĩ là trung hòa cái vôi sống đấy lại bằng một ít axit chẳng hạn, như nhỏ chanh và người ta nghĩ chanh nó là axit thì khi đấy là mình nhỏ vào như thế, đấy là một cái sai lầm rất lớn. Rồi lại đến chỗ nọ chỗ kia mua thuốc về nhỏ, nghĩ là nó là bỏng thì mình mua thuốc bỏng, nhưng không phải. Mình để dùng bất cứ một thuốc gì thì cũng phải được gặp các bác sĩ chuyên khoa. Lời khuyên tốt nhất cho tất cả mọi người là khi mình làm việc, nếu mình có làm việc trong môi trường có hóa chất thì mình cố gắng đeo kính bảo hộ để hạn chế cái việc giọt bắn ấy nó bắn vào mắt của mình. Một trong những tác dụng của yoga là giúp cải thiện giấc ngủ. Chỉ với một vài tư thế đơn giản trước khi ngủ, bạn đã có thể giảm thiểu gánh nặng cho rất nhiều nhóm cơ trong cơ thể, giúp cải thiện nâng cao chất lượng giấc ngủ. Ngay sau đây, huấn luyện viên yoga Vũ Đình Khoa sẽ giới thiệu tới quý vị những động tác yoga đơn giản, hiệu quả, có thể dễ dàng thực hiện ngay tại nhà. Xin chào các bạn. Hôm nay mình rất hân hạnh được chia sẻ với các bạn bài tập yoga để cải thiện giấc ngủ. Xin mời các bạn trải nghiệm tập cùng mình. Hai tay đưa về trước ngực, chúng ta hít thật sâu, hai tay chậm chậm vươn lên, thở ra hai tay về trước ngực, hít sâu, thở chậm, hít vào hai tay vươn, mắt nhìn lên, thở ra vươn dài cột sống, tay xuôi theo thân, trán chạm sàn, cột sống thả lỏng.
hít vào, thả người tay lên, thở ra vặn cột sống, mắt nhìn theo tay, hít vào thật sâu tay lên, thở ra thật chậm tay xuống, hít vào tay lên, thở ra chúng ta vươn dài, tay ôm nhẹ gót chân, cuộn cột sống, trán xuống trước, đẩy hông, đỉnh đầu chạm sàn, cảm nhận đỉnh đầu, hít vào, thẳng người hai tay lên, thở ra tay xuống gối lên, chuyển chữ V, trùng sâu lưng xuống, hít vào, ngẩng đầu đi bộ ngang bằng hai tay, thở ra trán cúi sâu sát gối, chậm chậm cúi sâu, hít vào, thẳng người tay lên, ngón tay đan xen, trọng lượng dồn lên 10 đầu ngón chân. Thở ra chúng ta vươn dài cột sống, trùng sâu trán xuống. Hít vào, thẳng người tay lên. Thở ra chúng ta trùng hông tay xuống, giữ lưng thẳng. 1, 2, 3. Hít vào, hạ hông xuống chân lên, giữ nhịp thở đều. Thở ra chúng ta trùng sâu lưng xuống. Hít vào, chân duỗi tay vươn, thở ra chúng ta ôm gối, lưng chán sát gối, giữ nhịp thở điều hòa. Hít vào, chân duỗi tay vươn, là các bạn co gối của chúng ta lên, hông vuông góc, kheo chân vuông, thở ra nghiêng gối qua phải, mắt nhìn qua trái. Hít vào, chân lên, tay duỗi, các bạn hướng thẳng lên trần nhà, hông vuông góc, chúng ta trở về thiền định. Các bạn hãy chọn cho mình một tư thế thật thoải mái. Giữ lưng thẳng, cổ thẳng, mắt khép lại, cằm khẽ trùng xuống, hướng tâm trí về hơi thở, hít thật sâu, thở thật chậm, điều hòa lại hơi thở. Nóng và độ ẩm cao của mùa hè sẽ khiến cho bệnh ngoài da thường tăng mạnh hơn so với các mùa khác. Các yếu tố nắng nóng cộng với môi trường khói bụi gây kích thích lên da dễ làm da bị tổn thương và là cơ hội cho các bệnh về da phát triển. Để tìm hiểu các bệnh ngoài da thường gặp mùa hè và cách phòng tránh, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Họa, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Với thời tiết nắng nóng của mùa hè thì thường dẫn đến những bệnh ngoài da nào thưa bác sĩ? Thì một số cái bệnh lý chúng ta thường gặp ở mùa hè đó là thứ nhất là các bệnh lý liên quan đến tuyến mồ hôi và tuyến mã. Bệnh hay gặp nhất đó là rôm sảy. Chúng ta thường nghĩ là chỉ có trẻ con mới rôm sảy thôi, nhưng không phải, người lớn cũng bị rôm sảy. Thứ hai là bệnh lý liên quan đến tuyến mã, đó là chưng cá. Một cái nữa là cái viêm năng lông, nó liên quan hệ thống năng lông tuyến mã. Một số cái bệnh nữa chúng ta hay gặp đó là các bệnh lý liên quan đến bệnh da nhiễm khuẩn, ví dụ như là chốc, nhọt, viêm mô bào. Một số cái bệnh lý nữa mà chúng ta gặp đó là những cái bệnh lý về mùa sự phát triển virus mùa hè, ví dụ như chân tay miệng hoặc là thủy đậu. Một số cái bệnh lý mà liên quan đến nắng mặt trời như viêm da tiếp xúc với nắng mặt trời, rám má, tàn nhang, hoặc là một số bệnh nó liên quan đến nhạy cảm với ánh nắng mặt trời như bệnh lupus ban đỏ hệ thống hoặc là bệnh lên cú sút nặng về mùa hè. Chúng ta thường gặp một cái loại bệnh nữa, đó là cái bệnh nấm da. Do tuyến mồ hôi nó được bài tiết quá nhiều và cái mồ hôi không được đào thải, nó sẽ đọng ở trên da và làm thay đổi độ pH của da. Nó là một cái điều kiện thuận lợi cho một số loại nấm, nó sẽ bám trên da. Bình thường nó không gây bệnh nhưng vì điều kiện thuận lợi nó có thể gây bệnh. Hay gặp nhất ở cái mùa hè đó là bệnh lang ben và bệnh hắc nào. Thì bệnh hắc nào thì chúng ta thường gặp ở những cái vùng mà vùng kẽ, ví dụ như lách và bẹn ở cái vùng đấy, là nó cũng liên quan nhiều đến hoạt động của bài tiết mồ hôi. Cái vùng đấy là vùng tiết mồ hôi tương đối nhiều và cái mồ hôi đấy nó giống như cái cơ chế của những cái bệnh nấm khác, nó là làm thay đổi cái hàng rào bảo vệ của da và nó là điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển. Thưa bác sĩ, cần làm gì để phòng tránh những căn bệnh trên? Để mà hạn chế những cái bệnh như vậy thì chúng ta nên làm những việc sau. Một, chúng ta phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tránh hiện tượng là cho tuyến năng nông, tuyến mã hoặc là mồ hôi nó bị bít tắc. Khi bị bít tắc vậy, đó là cơ chế hình thành nên những cái bệnh liên quan đến sự bài tiết của tuyến mồ hôi và tuyến mã. Thứ hai là chúng ta phải mặc quần áo rộng và thấm mồ hôi, mục đích để giảm cái sự là lắng đọng mồ hôi ở trên da. Thứ ba nữa là chúng ta phải tạo cái môi trường làm việc nơi ở cho nó phù hợp. Ví dụ như môi trường làm việc nó không được quá nóng lực để nó tiết quá nhiều mồ hôi, hoặc môi trường mà không có sự thông thoáng. Những cái biện pháp như vậy để giúp chúng ta tránh được cái bệnh lý liên quan đến thời tiết nắng nóng của mùa hè.
Ngoài ra chúng ta còn một số cái bệnh lý mà liên quan đến việc tiếp xúc với nắng mặt trời thì chúng ta phải có cái biện pháp, ví dụ như tránh nắng, chống nắng hoặc là bảo hộ làm sao để cho cơ thể da chúng ta hạn chế một cách tối đa khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bác sĩ có lời khuyên gì đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình để có một làn da khỏe đẹp trong mùa hè? Để một làn da khỏe đẹp thì tôi xin đưa ra có 5 cái biện pháp cho dễ nhớ. Một là chúng ta phải tránh nắng và chống nắng. Cái thứ hai là uống đủ nước. Cái thứ ba là chúng ta ăn uống khoa học hợp lý. Chế độ ăn chúng ta nên nhiều vitamin C, ít đường và ít chất béo. Cái thứ tư là chúng ta ngủ đủ giấc và sinh hoạt một cách lành mạnh, ví dụ tránh stress, tránh căng thẳng, rồi mình thức khuya hoặc là dùng những cái chất kích thích, ví dụ chè cà phê quá nhiều. Cái thứ năm đó là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc da một cách hợp lý, khoa học. Xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi ạ. Thuốc lá, một thói quen xuất hiện ở khắp mọi nơi đã trở thành nguy cơ cho cả cộng đồng. Hơn 40.000 ca tử vong mỗi năm, 100 người chết vì thuốc lá mỗi ngày. Nguy cơ sẽ tăng lên là 70.000 ca tử vong vào năm 2030. Trước khi nào tình trạng hút thuốc lá tại Việt Nam lại phổ biến và đáng báo động về thiệt hại hơn thời điểm này? Thế nhưng, những nỗ lực để phòng chống tác hại của thuốc lá đối với nhiều người chỉ dừng lại ở những hối hận muộn màng. Câu chuyện hay nói không với thuốc lá đừng để quá muộn được chúng tôi phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Phóng sự hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá. Bệnh nhân Vũ Văn Hoàng bị phổi tắc nghẽn mãn tính, thời gian ông phải nằm viện nhiều hơn ở nhà. Với thâm niên hút thuốc lá mấy chục năm, ngay trẻ hút đến 2-3 mỗi ngày, lại thêm cả nghiện thuốc lào nữa, giờ sức khỏe suy kiệt, nằm viện triền miên làm ông cảm thấy hối hận. Tác hại của thuốc lá thì từ ngày hút là đến khi về già rồi thì mới biết là cái tác hại của nó thì đã muộn rồi. Cho nên là bây giờ không dám hút và khuyên mọi người là không nên hút thuốc lá lúc nào để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Lúc mà mình bị rồi thì mình mất sức khỏe đấy thì cũng ân hận mấy vợ con rồi này, mất tiền của rồi này, không mua lại được sức khỏe nữa. Ông tôi là hút thuốc khoảng 20 năm thì bây giờ là bị bệnh phổi tắc nghẽn. Thì vào đến đây là nhờ các bác sĩ chăm sóc tận tình đến nơi đến chốn. Ông ấy liên tục, tức là vài ngày một tháng ông ấy đi khoảng 2 lần hoặc 3 lần. Đều nhờ các bác sĩ chăm sóc ở trên này, không có bác sĩ thì chết. Tương tự, bệnh nhân Lưu Đình Thu nghiện thuốc lá gần 40 năm, giờ bị hen phế quản nặng, chưa bao giờ lại sợ thuốc lá như bây giờ. Theo các bác sĩ, trong số hơn 7.000 chất độc hại, trong thành phần của khói thuốc lá có khoảng 4.000 chất độc hại, 50 chất gây ung thư. Khi hút thuốc, các chất này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp, gây nên tình trạng viêm phổi mãn tính, thậm chí chúng còn phá hủy và làm biến đổi tế bào, dẫn đến các bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch. Nếu nguy cơ tử vong vì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người không hút thuốc lá là 1, thì nguy cơ này tăng lên 66 lần ở người nghiện thuốc lá. Tỷ lệ bệnh nhân gia tăng của cái bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính ấy thì càng cao, mà đa số là cái tuổi gặp cũng phải tầm trên 40-50. Tức là khi mà họ đã hút thuốc lá trong một thời gian rất là dài rồi thì bắt đầu mới có biểu hiện. Mà trước đây có thể họ biểu hiện rất nhẹ nhàng thôi, ho khạc đờm thì họ không đi khám. Khi mà có tình trạng khó thở, tức là lúc đấy tắc nghẽn đã có rồi. Và mức độ tắc nghẽn thì nó có một đặc điểm là nó đã tắc nghẽn thì không bao giờ có chuyển trở về bình thường, mà mức độ tắc nghẽn càng ngày càng tăng, càng nặng dần lên. Đối với những người chưa hút thì cố gắng là không nên hút. Bởi vì khi đã tiếp xúc rồi thì chúng ta giống như tiêm ma túy ấy, khi đã hút rồi thì chúng ta có biểu hiện nghiện, mà nghiện rồi thì rất là khó bỏ. Thực tế cho thấy có nhiều người dân nhận biết được tác hại của thuốc lá và có ý định cai nghiện. Tuy nhiên, cai nghiện thuốc lá không phải là điều dễ dàng bởi chất nicotine trong thuốc lá khiến cho người hút dễ nghiện. Có những bệnh nhân nhập viện quyết tâm cai thuốc nhưng khi bệnh tình thuyên giảm lại tái nghiện. Điều này rất nguy hiểm, nhất là với những bệnh nhân đã có tổn thương ở phổi bởi bệnh rất dễ phát triển thành ung thư phổi, ung thư khoang miệng, ảnh hưởng đến cả tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy người hút một điếu thuốc lá đồng nghĩa bị giảm 5,5 phút tuổi thọ. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc từ 8 đến 10 năm. Số người tử vong do thuốc lá gây ra gấp 3 lần số người chết vì HIV và tai nạn giao thông. Vì vậy, hãy từ bỏ thuốc lá ngay hôm nay trước khi quá muộn. Chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.